Chị Cà Chua xin chào tất cả các em. Các em ơi, các em thấy là chị mua được rất là nhiều đồ chơi nung nong ở cửa hàng My Kingdom không? Vì thế chị đã quyết định làm mini game tặng quà cho 4 bạn may mắn nhất. Và phần quà như thế nào thì chúng ta hãy theo dõi hết video này để biết được sự hấp dẫn của phần quà nhé. Và tham gia mini game này thì vô cùng đơn giản. Đầu tiên chúng ta hãy like video này, bấm đăng ký kênh, chia sẻ video này và bình luận nung nong kèm một con số yêu thích từ số 1 tới số 90 mỗi bạn bình luận một lần. Dễ lắm đúng không? Như các em cũng đã biết thì trước đây chị đã chơi thử đồ chơi nom nom. Tuy nhiên là chị order nước ngoài cho nên khá mất thời gian và tốn rất là nhiều công để mà mình tìm mua đấy. Tuy nhiên bây giờ cửa hàng My Kingdom đã chính thức phân phối ở Việt Nam. Vì thế chị rất là dễ dàng mua. Và nếu như bạn nào muốn mua cũng sẽ rất là dễ dàng đấy. Đồ chơi nom nom thì chị nghĩ rất là nhiều bạn biết rồi đúng không? Nom tức là một bạn cứng nè, có mùi thơm nè, có thể di chuyển được nè. Và nom là một bạn mềm nè, có thể đàn hồi được nè, có mùi thơm và đậy vào bạn nom luôn. Thế là chúng ta có một cặp nom nom rất là dễ thương đúng không? Và hôm nay một cái bộ đồ chơi mà vô cùng đặc biệt đã chính là đồ chơi nom nom trang điểm dành cho bé gái, trang điểm thật được đó các em. Đây nè, đây gọi là lọ trang điểm bí ẩn. Còn bên này đó chính là hộp kem ngọt ngào. Wow, nghe cái tên rất là hấp dẫn đúng không? Và chị cảm thấy là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn tò mò về cái lọ trang điểm bí ẩn này đúng không? Vì thế chị nghĩ là chúng ta sẽ mở bên này trước ha. Chị Cà Chua đã mua nguyên một hộp như thế này là bao gồm 12 cái đó các em. Đó. Ở đây là bộ sưu tập nè. Đó, đây gọi là những bé Yummy. Yummy có nghĩa là gì? Chắc là các bạn cũng hiểu đúng không? Đây là tạo hình những chiếc bánh ngọt ngào và có hương thơm ngọt ngào không kém. Và trong này thì chúng ta có thể sưu tập được những cái đồ như thế này. Đây gọi là đồ make up nha. Đầu tiên là có thể là lotion. Lotion tức là kem dưỡng da. Thứ hai có thể là sơn móng tay giống như chị Cà Chua nè. Thứ ba là son dưỡng ngôi đấy. Và thứ tư là bột phấn má hồng hoặc là phấn để nhuộm tóc đó. Nghe đã quá ha. Bây giờ sẽ mở cái này đi. Nhìn bên ngoài giống như là một chai trà sữa vậy đó các em. Chị Cà Chua có tâm hồn ăn uống cho nên lúc nào cũng nghĩ tới đồ ăn và đồ uống thôi. Wow, các em ơi, thật là bất ngờ. Bên trong chúng ta có một cái lọ trong suốt. Yeah, rút cái nắp chai ra và bổ đôi cái lọ này ra. Bên trong chúng ta, wow, có rất là nhiều món luôn. Chị xem nào. Đây là bộ sưu tập, đây là hướng dẫn chơi nhé. Còn ở đây là chúng ta bao gồm hai món. Đây là một bé Yummy và đây là một bé nom nom luôn. Các bạn xem nè. Bé Yummy này của chúng ta rất dễ thương với một chiếc đầm phối giữa ba màu nha. Màu hồng đậm này, màu hồng nhạt và màu đỏ. Wow, có một đôi giày rất là dễ thương luôn. Phía bên trên đầu thì có hai cái nơ nè, có tạo hình giống như là một chiếc bánh cupcake hoặc là một chiếc bánh su gì đó. Phía trên cùng thì có trang trí những cái cốm nữa nè. Wow, để chị ngửi thử thêm nhé. Các em biết gì không? Thơm mùi bánh dâu, thơm ơi là thơm luôn. Thèm bánh quá. Cái này là một cái bánh thì chắc chắn nó sẽ rất là ngon đúng không? Trước hết chúng ta sẽ xem bộ sưu tập của bạn đi trước nhé. Các bạn ơi, chị đã tìm được bạn này ở trong nhóm màu tím là nhóm lotion kem dưỡng da đó. Ở đây thì gồm hai bạn. Đó, bạn này tên là Yummy Caron. Còn bên bạn này nữa. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ sưu tập được hết 8 bạn ở 4 nhóm này nha. Nhóm màu hồng thì là nhóm nhuộm tóc đó các em. Nhóm màu xanh này thì là son dưỡng. Còn nhóm màu cam sẽ là sơn móng tay. Nhưng mà chưa hết đâu các em như những dòng đồ chơi sưu tập khác thì tới đây bên này chúng ta còn có nhóm siêu hiếm đó. Nhưng mà siêu hiếm thì chỉ rơi vào dòng son dưỡng. Đó, đây là những bạn siêu hiếm nè các em. Wow, ước gì chị mở được những bạn siêu hiếm.
Thích quá các em ơi, bạn Yumi Caron này thì thuộc nhóm lotion, tức là kem dưỡng đó. Chị sẽ cho lên tay chị bôi luôn. Đó, nó có màu dâu đó, dâu nhạt ơi là nhạt. Rất là mềm mịn. Hình như còn lấp lánh nữa, nó có ánh kim nữa các bạn ơi, thật là kỳ diệu. Chị chưa bao giờ bôi cái lotion nào mà nó có ánh kim nữa. Chắc là các bạn không nhìn thấy đâu. Thơm quá à. Nếu mà chị xức lotion này lên á hả, là người chị sẽ thơm như một cái bánh. Đã thì chứ. Đây, anh cà trớn có thấy lấp lánh lấp lánh không? Các bạn có thấy không? Rồi, chưa hết đâu nha. Ở trong cái lọ trang điểm bí ẩn này thì chúng ta còn có một em son dưỡng như thế này. Em này nhìn rất là cute for my que luôn. À, em có màu trắng này. Có cái nơ màu hồng dễ thương quá. Đó, ơi bên trong sẽ là có son dưỡng màu giống như màu đào. Chị sẽ thử ngửi thêm. Thơm mùi bánh ngọt quá. Giống như là thơm mùi bánh phô mai vậy đó. Đây nếu như là một cái bánh thì chị đã ăn rồi. Mình sẽ bôi thử son dưỡng thử xem. Cũng lấp lánh luôn. Thơm quá. Giống như miệng vừa mới ăn bánh xong á. Và em son dưỡng này thì là cái lọ trang điểm nào cũng sẽ có một em trong đó nhé. Chỉ có khác nhau cái em này thôi. Và chúng ta sẽ cho em Yumi này đứng lên cái đế này. Rồi, sau đó sẽ bỏ vào cái lọ này. Cái lọ này rất là dễ thương luôn các em ạ. Đó, lọ này chúng ta có thể dùng để đựng đồ lưu niệm nè, hoặc là đựng đồ dùng học tập. Tinh tinh, tinh tinh. Rồi, chúng ta sẽ mở những bạn tiếp theo. Wow, chị thấy trong này có hai bạn cũng lớn lớn sai bằng nhau đó. Thật bất ngờ. Để chị xem nào. Wow, đúng là một sự bất ngờ khủng khiếp. Ngay là trang điểm thứ hai, chị Cà Chua đã mở được hai em siêu hiếm. Wow, thuộc nhóm son dưỡng này các em. Hình như chị thấy nó cái sai sai nó bằng nhau là thấy nó nghi ngờ đó. Thường á là chị xem á thì thường chị thấy là sẽ có một em lớn và một em nhỏ. Còn hai em này cứ sai bằng nhau. Còn có hai cái đế nữa. Dễ thương vô cùng luôn. Và chúng ta đã có cuộc gặp siêu hiếm bé trai là Baby Dot và bé gái là Baby Spot. Bé gái thì có tạo hình là một cái bánh donut. Đó. Còn bé trai thì có tạo hình cũng giống như, chắc là giống một bánh donut luôn. Có một cái cục kem ở trên đầu nữa nè. Ui, bàn chân nè, siêu cute luôn. Còn bé gái thì có một cái bụng tròn ủng luôn nè các em. Wow. Thương quá à. Còn có hai cái đế, bé trai thì màu xanh, còn bé gái thì màu hồng. Bây giờ chị sẽ ưu tiên mở bé gái trước nha. Mở xem. Ở đây chúng ta có một cái lớp giấy bảo vệ như thế này. Wow. Ok em xem nè. Ôi, người ta tạo hình rất là đẹp luôn. Wow. Để chị ngửi thêm là cái son dưỡng của bé gái này mùi gì nha. À, mùi này giống như là mùi caramel vậy đó các em. Đúng rồi đó. Thơm mùi trứng, mùi sữa. Chị thèm bánh lăng quá à. Yeah. Em gái đứng đây nha. Rồi, tiếp theo sẽ là em trai. Em trai thì son dưỡng nó sẽ đậm hơn. Để xem em trai sẽ làm mùi gì. À, mùi cà phê. Sảng khoái quá. Ước gì đây là một ly cà phê các em ạ. Lại thèm bánh nữa rồi. Hello hello, chào mừng các bạn đã đến với khu vườn cà chua. Tớ tên là Dot, còn tớ tên là Spot. Như mong muốn từ đầu thì chị Cà Chua đã mở được một bát bao gồm hai bé siêu hiếm. Bây giờ chị sẽ mở tiếp tục hai bát này, mở nhanh luôn ha.
Như vậy là trong hai bác này thì chúng ta được một bé. Bé này là thuộc nhóm son dưỡng, có tên là Yumi Makinji. Còn bên này là bé Makamiu. Đây là một bé son dưỡng. Chúng ta sẽ xem bé này nha. Vặn cái đầu bạn đi ra. Đây là một cái son dưỡng mà hình cầu. Chúng ta có thể dùng để xoa lên môi luôn. Chúng ta không cần phải dùng ngón tay nha. Theo mùi sữa. Còn bên này là một bé thuộc nhóm lotion, đó, có tên là Yumi Malo. Và bạn này sẽ là bạn Magic Squid. Bạn này có cái vương miệng thật là oách. Và xung quanh thì có cái đầu nè, đó, có kim tuyến lấp lánh chiu chiu chiu. Rồi, xem. Cầm vương miệng xoay. Và chúng ta sẽ có cái lotion ở đây ha. Và em lotion này thì có mùi kem nho rất là thơm luôn. Rồi, kế đến là hai em son dưỡng nhé. Đây, chúng ta có hai em này thì màu son dưỡng khá là giống nhau. Tuy nhiên, cái em này thì màu nhạt hơn, bên này màu đậm hơn nhé. Bây giờ mình sẽ xem mùi nào. Em này thì mùi giống như là... giống như là mùi dâu, nhưng mà mùi chua chua, chứ không phải là thơm kiểu ngọt ngào, mà chua chua. Còn em bên này, em bên này là mùi dâu sữa đó các em. Đó, thơm ngọt, và bên này là thơm chua. Nếu như các em để ý thì nãy giờ chị Cà Chua đã mở được hai nhóm là nhóm son dưỡng và nhóm lotion. Còn hai nhóm nữa chị chưa mở được, đó là nhóm phấn nhuộm tóc và nhóm sơn móng tay. Hy vọng bốn bác này chúng ta sẽ thu được hai nhóm đấy nhé. 1, 2, 3 bùm chiu. Wow, các em ơi, thật là bất ngờ, chúng ta đã mở được hai cái trùng nhau nè. Đó, hai em này giống y hệt nhau đó. Vì thế chị sẽ cho hai em này qua một bên này. Đó, còn lại đây thì chị thấy là hai em này, một em là thuộc nhóm sơn móng tay đây nè, đó, còn em còn lại sẽ là thuộc nhóm son dưỡng. Trời ơi, chúng ta xem nè, em này dễ thương chưa? Em này đang mặc một bộ bikini màu hồng chấm bi vàng, còn có cái nơ này nữa. Wow, đôi dép cũng có cái bông hoa ở trên nè. À, đây, cái đầu thì là hình giống như là một cái ly kem vậy đó. À, ba màu, màu xanh, màu cam và màu hồng, còn có cái nơ nữa. Wow, mô tả về em này chắc hết ngày mất. À, quá dễ thương luôn. Chúng ta có son dưỡng màu xanh nước biển nè. Chị sẽ ngửi xem em này thơm mùi gì. À, giống như là mùi blueberry vậy đó. Mùi thơm thơm mà chua chua. Chị giả vờ thôi nha các em nha. Tại vì cái này là son dưỡng đấy, không ăn được đâu, chị dùng bôi lên môi thôi. Và nó rất là an toàn cho trẻ em nhé. Xem em tí hoa này nữa nào. Em tí hoa này cũng rất dễ thương luôn. Bên trong có màu cam và có lấp la lấp lánh luôn. Chị sẽ ngửi thử xem. À, em này có mùi cam mà cam chua chua. Nãy giờ chị bôi nhiều rồi cho nên là chị sẽ không bôi nữa, mà mình chỉ khám phá các bạn thôi nhé. Đấy, kế đến sẽ là em này. Đầu tiên nhá, chúng ta xem nè, em này có một cái chỗ đứng rất là đặc biệt hơn so với những em khác. Do là đôi chân của em ấy rất là khác. À, đôi giày còn có 20 sao, cái bụng tròn ủng luôn. Và các em thấy không, để ý nè, à, chiếc áo, nói chung bộ đồ của bạn ấy là bóng loáng luôn. Giống như là được bọc một lớp bong bóng phía ngoài á, nhưng mà không phải các em ạ. À, bên trên đầu thì tạo hình một cây kem. Cây kem phía dưới thì có màu cam, phía trên có màu đỏ, có cái nơ màu xanh. Wow. Rồi, bây giờ mình sẽ xoay cái đầu của bạn ấy. Đó. Chúng ta có sơn móng tay. À, sơn móng tay màu hồng. Đó, bây giờ chị sẽ sơn thử luôn nhé. Sơn thử lên ngón tay của mình này. Ui, thơm quá à. Sơn móng tay này mùi rất là thơm và màu rất là đẹp này các em ơi. Màu hồng nhạt luôn. Wow, dễ thương quá, dễ thương quá. Chị sẽ tiếp tục sơn hết những ngón còn lại nha, tại vì màu dễ thương quá. Yes,
chúng ta xem nè, chị Sơn không được khéo lắm. À tuy nhiên là các em biết sao không, đây là cái loại đồ chơi make up dành cho trẻ em, make up thật được luôn, cho nên rất là an toàn, những cái thành phần trong này vô cùng an toàn cho trẻ nhỏ. Chúng ta cứ thoải mái mà chơi thôi ha. Ba Sơn lên tay mình thơm ơi là thơm luôn các em. Chị xem thử luôn son dưỡng của em này. Wow. Bên trong có cái màu nó hơi vàng nhạt. Wow. Mùi mận ghê bạn. Mùi mận chua chua ngọt ngọt. Mùi thật là ngon. Vậy là chị đã bóc được thêm một em sơ móng tay. Chúng ta sẽ còn lại 4 bát nha các em. Tổng cộng chỉ có 12 bát và chị mở 8 bát rồi. Bây giờ còn 4 bát để dành cho mini game. Chị hy vọng là em nào mà nhận được những món quà này á thì sẽ mở được cái gì chị còn thiếu ta? À là phấn nhuộm tóc đó các em ạ. Tự nhiên bỗng nhiên chị quên mất. Chắc là mở được những em dễ thương quá quên mất. Thì chị hy vọng là các em sẽ mở được những em phấn nhuộm tóc. Và sau đó nếu có thể thì hãy chụp hình và gửi qua Facebook cho chị xem nha. Tại vì chị chưa mở được. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên này. Những em dễ thương cũng không kém đâu nha. Ta-da, các em xem nè. Đây đúng nghĩa là hộp kem ngọt ngào luôn. Các em xem nè. Đó, bên dưới là phần ốc quế nha. Bên trên là phần kem dâu. Chị tưởng tượng là kem dâu tại nó có màu hồng phấn. Wow, dễ thương quá. Chắc chắn là bên trong nó sẽ rất là dễ thương rồi. À các em biết không, series này thì cái hộp mà hộp kem ngọt ngào này thì bên trong sẽ có những cái son dưỡng đấy. Tinh tinh, đây nè. Chị cảm thấy nặng nặng. À mình sẽ mở cái này ra. Wow, các em ơi. Dễ thương quá. Xuất sắc luôn chứ. Chúng ta sẽ có một cái phần dưới như thế này. Và có một phần trên cũng rất là nhiều màu sắc và nhiều topping ở phía trên này. Và chị ngửi thấy có mùi thơm thơm rồi đó. Mặc dù chưa mở ra bên trong nhưng mà cái phần này có mùi thơm đấy. Các em biết không? Đây, đây gọi là phần nom. Đó, đây là bạn nom nha. Bạn nom mềm. Đó, đàn hồi và có mùi thơm. Mùi thơm giống mùi kẹo bánh quá. Chúng ta đang đến với bạn Num. Đây là một bạn Num này các em ơi. Đó, bạn Num thì cứng. Ui, chị giúp ngược rồi. Và các em biết không, đây là một dạng son dưỡng mà có cái cọ để mình đánh lên môi luôn. Chúng ta đừng nhầm tưởng với son móng tay nha. Đó, cái này là cọ đấy. Cọ để son môi. Cái son môi này có màu tím. Wow, thơm mùi giống như mùi raspberry vậy đó, quả mâm xôi. Chắc hẳn nó rất là bóng đúng không các em? Tại vì cái này là thuộc dòng son bóng. Và hình như nó còn có kim tuyến lấp la, lấp lánh nữa đó. Xinh quá. Thơm ơi là thơm luôn. Num và nom thì có thể ghép lại với nhau thành một như thế này đó. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thử xem là bạn này thuộc có tên gì nhé và thuộc nhóm nào nhé. Wow, các em ơi, chúng ta xem cái bộ sưu tập nè. Wow, sao lại có những cái cây ở trên đầu như thế này nhờ? Thật là lạ, bạn này không có. Để xem bên này xem. Đúng rồi, bạn này sẽ thuộc bên này. Để chị tìm coi. Chị đã tìm ra bạn này thuộc dòng Num Ice Cream. Đó, đây này các em. Tiếp theo chị sẽ mở nhanh hai pack này luôn. Wow, các em ơi. Chúng ta có một em gì đây? Em này á thì bên phần dưới sẽ có màu tím, bên này là màu hồng nhạt, trên này là màu cam và phía trên đầu này là màu hồng nhạt luôn. Có cắm một miếng cam ở trên đầu này các em ơi. Ngoài ra còn có những cái giống như topping ở trên đầu luôn đấy. Tinh tinh. Tiếp theo một em này. Wow, các em ơi, các em nhận thấy có cái sự giống nhau gì ở đây không? Hai bạn này thì bề ngoài hoàn toàn giống nhau, chỉ có khác cái màu thôi nha. Em màu xanh xanh này thì có tên là Tammy Topping, có mùi kẹo bông gòn. Còn em này, đây các em ơi, có tên là Citrus Sweet, có nghĩa là giống như kiểu như là mùi tinh dầu cam mà nó kiểu ngọt ngào, nó không có vị hắc nha.
Bây giờ chị sẽ thử lên tay. Bên trong nó có chất lỏng màu hồng nhạt. Đó. Trời, ở đây là nó có màu giống như màu hồng đào. Bây giờ chị sẽ bôi lên tay thử nhé. Thay vì bôi lên môi thì chị sẽ bôi lên tay cho chúng ta xem. Đó. À, lúc mà chúng ta nhìn thấy cái màu nó màu hồng đào nhưng mà bôi lên á thì nó chỉ có một cái lớp bóng thôi, nó không có màu hồng đào gì hết nha. Đó, tại vì đây là son dưỡng dành cho trẻ em cho nên là người ta không có làm màu đó. Còn bên này nó có màu giống như màu cam đào. Đó, bôi lên. Bên này thì chị cảm giác giống như là cái chất son bóng nó sẽ đặc đặc hơn, nó sệt hơn á. Và trong mỗi hộp son bóng này thì đều có kim tuyến lấp lai lấp lánh này em. Không biết là các em có thấy không, nhưng mà nhìn bằng mắt thường thấy rất là rõ luôn. Chị đã mở 3 bát rồi, nhưng mà vẫn chỉ được dòng ice cream. Chị hy vọng những bát tiếp theo thì sẽ được dòng bánh thứ bên này. Xem là có tóc không, xem tóc là có lạ không. Có hai bạn này trùng rồi nè. Hai bạn trùng chúng ta sẽ để qua đây. Chúng ta sẽ tìm bạn này. Đây, chị thấy là bạn này sour squid có mùi cam dâu nha. Đó. Và hồi nãy á, chị quên nói với các em là bạn nom sẽ có mùi riêng nữa đó. Từ nãy tới giờ á, chị ngửi bạn nom thì giống như là mùi bánh vậy đó. Còn bạn núm á, thì giống như là mùi trái cây. Đó. Ở đây thì nó cũng có màu giống như màu hồng đào. Rất là dễ thương luôn ha. Mùi cam dâu rất là ngọt ngào luôn. Và bây giờ chị sẽ tiếp tục bóc 6 bát này để săn lùng những em nom nom tiếp theo. Các em ơi, chúng ta lại tiếp tục có hai em trùng nè. Đó, hồi nãy em này có rồi. Rồi, hai em hãy đứng qua bên đây. Còn lại chúng ta sẽ có em này. Đó, có rất là nhiều trái cây ở trên đầu. Có tên là Fancy Fruit. Chắc là có mùi dâu đây. Em này là mùi chanh á. Em tím tím này là mùi berry. Và em này là mùi bánh sinh nhật. Chị sẽ thử cái son này trước nha. À, có màu trắng rất là lạ này các em. Hồi nãy tới giờ chưa có cái son nào màu trắng hết trơn á. À, chị sẽ thử lên tay luôn. Wow, có rất là nhiều nhũ này các em. Không biết là các em có thấy không, nhưng mà có vẻ cái màu trắng này chúng ta thấy nhũ rõ nhất nè. Cái này là màu tím nhạt. Cái này cũng là màu nhũ trắng luôn. Cái này màu nhũ trắng luôn ha. Em ơi, nãy giờ chị bôi son dưỡng lên đây tay chị là tổng hợp một cái mùi thơm mà thơm ơi là thơm, bao gồm mùi trái cây nè, mùi bánh nè, mùi chua rồi mùi ngọt ngào các thứ. Đúng với tiêu chí của dòng đồ chơi nom nom bây giờ là cái mùi nghe rất là ngon. Các em biết không, một điều rất là thú vị ở dòng đồ chơi nom nom này là những bạn nom này chúng ta có thể kết hợp với những bạn nom này, chúng ta có trên 1000 các phối mùi để ra những cái mùi mà mình yêu thích đó. Wow, thật là hay đúng không? Tèn 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 tèn. Các bạn ơi, chị Cà Chua đã khám phá xong bộ đồ chơi nom nom của mình rồi. Wow, bây giờ căn phòng của chị tràn ngập mùi thơm, mùi bánh kẹo nè, mùi trái cây nè. Làm gì rất là đói bụng luôn. Đây là một đồ chơi rất rất là dễ thương, hèn gì các bạn ở trên thế giới thích sưu tập đến như vậy. Và bây giờ ở Việt Nam cũng có bán ở cửa hàng My Kingdom. Chúng ta mua rất là dễ dàng luôn, chứ không phải như trước đây tìm mua rất là khó đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần quà của mini game. Mỗi bạn sẽ được một chiếc lọ xinh đẹp và một chiếc hộp dễ thương như thế này. Đó, phần quà này thì khá là giá trị, trên 500 ngàn đó các em. Chúng ta nhận quà hoàn toàn miễn phí. Và kết quả của mini game này thì chị sẽ công bố vào thứ hai tuần sau ở trên Facebook Cà Chua Đỏ. Chị cũng sẽ đăng lên phần cộng đồng luôn. Vì thế chúng ta chú ý theo dõi nha, để xem mình có phải là người may mắn trúng thưởng hay không. Và chị hy vọng là bạn nào nhận được món quà này thì sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Giống như chị bây giờ vậy đó. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em trong những video sau. Chúc các bạn em may mắn nha. Yeah.